Chào cả nhà đến với kênh Lê Linh miền Tây. Hôm nay Linh chia sẻ cái món chuối xanh ngào đường nha cả nhà. Cái món này ăn giặt ngon lắm đó. Linh chọn cái chuối loại cái chuối già cui á, cái trái loại trái già già người ta gọi là chuối già cui á. Linh gọt vỏ hết rồi nè, gọt vỏ Linh bỏ một tí muối với một tí chanh vô á, cho nó đừng có đổi màu á. Linh có sử dụng đường để ngào nè, Linh không ngào mà Linh xay đường ra Linh gắt á, với Linh bỏ thêm một tí muối cho nó hơi mặn mặn ngọt ngọt á cả nhà. Linh sử dụng dầu ăn để chiên nha. Bây giờ Linh sẽ đi ngào của bây giờ Linh sẽ đi bào chuối. Cái bào đó khóa bào Linh lấy cái dao bào Linh bào á. Dao bào nó dễ hơn cả nhà. Mình bào cái nó mỏng mỏng gì nè. Mình chiên ăn nó giòn lắm. Bào cho hết 10 trái chuối này luôn, Linh sử dụng 10 trái. Làm cái món mứt chuối này nó dính tay lắm cả nhà. Mũ quá. Nó dính nó đen thui cái tay luôn. Chảo nóng lên Linh cho dầu vào. Dầu giờ sôi thì Linh thả chuối vô. Chuối này Linh bào nó ra mũ quá cả nhà. Mình thả rời rời ra để cho nó dính. Bây giờ nó hơi vàng một bề đó, Linh sẽ chở lại để nó vàng một bề hả, chở để chở chưa vàng đó, cái miếng chuối của mình nó bị bể ra. Linh chiên gì là được rồi đó cả nhà, nó vàng rồi đó. Giờ Linh sẽ đi gắp ra. Chuối Linh vớt ra giờ còn nóng đó, Linh sẽ gắp đường lên. Cái đường này Linh xay ra là bỏ với tí muối nha, cho nó mịn ra gắp nó mới dính ra cả nhà. Đang lúc còn nóng đó, mình sẽ gắp lên, trộn lên cho nó đều gì nè. Tùy theo ý thích của mỗi người ăn, nếu ăn ngọt thì bỏ đường nhiều vô, còn
còn ít ngọt ta giảm bớt đường. Cái món chuối xanh ngào đường của Linh làm cũng xong rồi nè cả nhà. Bây giờ Linh ăn thử nó có giòn không nha. Cái này Linh làm hai loại nè, loại Linh sắc dài nè với loại Linh sắc tròn á, tròn nè cả nhà. Để Linh ăn thử rồi Linh nói cảm nhận cho cả nhà xem nè, ăn cái tròn trước đi. Chuối này Linh chiên nó giòn á cả nhà, ăn thì nó mặn mặn ngọt ngọt. Cái chuối này cái đường hồi nãy Linh xay Linh bỏ vô một tí muối đó, ăn nó mặn mặn ngọt ngọt, nó không có ngán cả nhà, ăn nó ngon. Món này dành ăn giặt á, mình ăn ngon lắm. Này à, mình uống bia ăn cũng ngon đó cả nhà, giòn không? Cái chuối của Linh, cái chuối này nó cũng chưa già không á cả nhà, trong ruột nó cũng chưa đỏ không đó. Cái buồng chuối này trời giông gió bữa trước là nó gãy nè, cái buồng của nó thì nó cũng chưa được già không, cái ruột nó chưa đỏ không. Cái ruột nó đỏ mình chiên ăn nó ngọt lắm cả nhà. Cái này nó còn hơi chưa đỏ, hơi à. Trời ấm mưa hổng giờ có từng lễ mình chưa nghỉ nữa cả nhà, ngày nào cũng mưa suốt một ngày chứ. Mấy bữa trước á, ba bốn bữa trước á, nó mưa nó lốc nó sấy làm sao mà nó cuốn cái mấy cái tôn ở nhà của mẹ Linh á, nó cuốn đâu cả 12 chục cái miếng tôn đi, nó mất tiêu luôn cả nhà, quăng đi đâu mất tiêu luôn. Giờ trời ngoài trời cũng giảm mưa rất ha, cũng còn mưa lâm râm mà giảm hơn nãy một chút. Ổng một chút lúc ổng mưa lớn thì một chút ổng nghỉ ổng mưa hoài luôn, làm nguyên một ngày. Chiên mình để đừng để vàng quá, vàng quá ăn nó không ngon cả nhà. Miếng chuối Linh sắc nó mỏng rồi, mỏng chiên nó vàng. Mỏng nó ăn nó giòn, cái nhà đừng sắc dày quá ăn nó không giòn, dày nó cứng. Này mặn mặn ngọt ngọt á, ăn hoài luôn không ngán. Tết thường Tết Linh cũng hay làm cái nước chuối này nè, ăn nó ngon đó cả nhà, để dành uống bia được. Tết đó có uống bia uống rượu đó, lấy ra mình ăn cũng ngon.
Video của Linh quay đến đây xin tạm dừng nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ cho Linh một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Để Linh có tinh thần làm những video tiếp theo chia sẻ cho cả nhà xem nha.